Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Thì video hôm nay em sẽ quay cho anh chị và các bạn một chiếc Vios 2016 phiên bản số tự động. Một mẫu xe nồi đồng cối đá tiết kiệm nhiên liệu, siêu bền bỉ. Một dòng xe mà trong khoảng thời gian vừa rồi rất nhiều khách hàng gọi điện và hỏi cửa hàng em xem có mẫu vàng cát số tự động mà đời từ 2016 đến 2018 form dáng này hay không. Bởi vì là riêng dòng Vios thì rất nhiều khách hàng hỏi mẫu form dáng này và chuộng mẫu form này nhiều hơn so với mẫu form mới. Chiếc xe này là cuối 2016 nhá, đã lên máy trắng bản E số tự động, bản CVT. Một chiếc xe đẹp, cả dàn lốp mới. Đây, dàn lốp rất là mới nhá, dàn lốp Michelin. Đây, con xe này thì em cũng mới lấy về. Đấy, mới rửa giấy qua thôi, nước rồi còn chưa sơn gập đúng gì. Đây các bác, riêng xe nhà em khi bán ra đều sơn cái lồng rè này đen, sơn đúng gì nhá. Đây toàn bộ gầm đây. Thì 2016 mà đặc biệt là Vios thì nó rất là bền. Kể cả hiện tại đến thời điểm hiện tại thì 2005, 2006 mà những chiếc xe giữ được nó vẫn còn rất là mới nhé. Đó. Nó còn chạy rất là tốt và bền. Thì 2016 thì không có lý do gì là kém cả. Đấy, đặc biệt thì con này số tự động thì nó sẽ không qua dịch vụ taxi. À đây, con này nó có cả loa trầm này. Đó, loa trầm đây. Có loa trầm, có đồ chơi, màn hình cam lùi, đủ hết luôn nhá. Đây toàn bộ nội thất phía sau đây. Đó, da ghế, da xịn, da rất là mới. Toàn bộ keo chỉ, zin luôn. Bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ, không taxi dịch vụ và không đâm đụng ngập nước nhé. Đây, toàn bộ da ghế này. Đó, toàn bộ màn hình, đầu đài, mặt vô lăng nó rất là đẹp. Đây toàn bộ vô lăng này. Đấy, sần nguyên luôn. Đây, toàn bộ da ghế lái, hệ thống củ số này. Đó. Đây, mặt táp lô và toàn bộ táp ly. Đối với mẫu số tự động mà bản E này thì cuối 2016 nó mới có nhá. Khi mà lên máy trắng CVT nó mới có số tự động bản E. Còn đầu 2016 đổ về trước máy đen là số tự động đều bản G hết. Thì đối với phiên bản E này thì nó thua phiên bản G về tích hợp vô lăng, về đèn bi. Đấy, đây, nút bấm này. Và toàn bộ chân phanh, chân côn, chân ga, chân phanh này. Và chân ga đây, mới lắm luôn. Đấy, toàn bộ má ghế này. Đấy, keo chỉ, cột kèo, phần tem mác. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe khi mua xe nhà em. Đều được bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ hết tất cả các mẫu xe khi bán ra. Đây toàn bộ máy đây. Đó, như em đã nói thì nó là máy trắng 1.5. Máy này. Máy số zin luôn nhá, máy số zin luôn. Đây máy số zin. Con này thì em cần sơn gầm chống gì, căn chỉnh lại một chút nữa là các bác đến lấy được xe. Biển 17 Thái Bình số tự động. Một chiếc xe đẹp 2016 phiên bản E số tự động. Và hiện tại thì đang có giá hơn 400 triệu một chút. Ngày hôm trước thì em cũng bán một con biển 95. Em đã bán rồi. Thì hôm nay đã về thêm một chiếc 2016 mà biển 17 này. Số tự động bản E. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về mẫu xe này nhé, thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình, hoặc đến trực tiếp luôn salon Mạnh Dũng Auto, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, để xem xe chạy thử. Tất cả các xe tại cửa hàng em khi bán ra đều được bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ về không đâm đụng, không ngập nước và dịch vụ taxi. Đó. Thì sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.